ban đầu giám sát bằng hình ảnh phát trực tiếp chỉ áp dụng cho nhà trẻ và các trường mầm non nhưng hiện nó đang được áp dụng cho cả trường tiểu học thậm chí trường trung học các phụ huynh có thể đăng nhập vào một trang web và có thể xem hình ảnh phát trực tiếp của con mình từ camera được lắp trong trường dịch vụ này do nhà trường phối hợp với công ty có tên là sudi jibo ở trung quốc thực hiện một cuộc tranh cãi trực tuyến đã dấy lên khi tất cả những người tải phần mềm của công ty sudi đều có thể xem trực tiếp những video này một số người ủng hộ cho rằng đây là cách tốt giúp phụ huynh yên tâm nhất là sau hàng loạt vụ giáo viên đánh đập học sinh nổi lên trong thời gian gần đây ở trung quốc tuy nhiên các luật sư cảnh báo việc phát trực tiếp hình ảnh học sinh có thể đang vi phạm quyền riêng tư bảo mật dữ liệu và an toàn cá nhân đồng thời những hình ảnh đó sẽ mang lại một số nguy cơ khi nó được truy cập và xem trên nền tảng mở như internet Giám sát học sinh qua camera sẽ là phù hợp nếu nó đến từ nhu cầu của số đông, nhưng nếu được sử dụng với mục đích khác thì livestream như thế này là hoàn toàn trái với pháp luật. Đối mặt với những lời chỉ trích này, hãng Sudy đã thiết lập thêm một chế độ bảo vệ đặc biệt mà chỉ cho phép các bậc cha mẹ truy cập với mã QR riêng do giáo viên cung cấp.